Chẳng lẽ, chẳng lẽ. Em rất là hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Hôm nay anh có thể đi chơi với em được không? Không. Lần đầu tiên phải đi cúng cây cầu tiêu. Con hứa là sẽ sớm di dời mộ của tổ tiên. Đã ghê quá, khỏe luôn.